À, hôm nay là ngày đầu tiên Ngọc đến đi làm thôi à? Minh Châu với mấy bạn uống gì? Nói đi, mình phục vụ cho. Mình thấy thiệt là tội nghiệp cho Bảo Ngọc á, vừa đi học vừa đi làm thêm nữa, hèn chi học hành lúc nào cũng bớt bát. Đâu có đâu, Dũng thấy đi làm thêm kiếm tiền đồng lương. À đúng rồi đúng rồi, Dũng nè, nhiều lúc hả tiền quá trời luôn mà còn phải nhức đầu vì cái chuyện học hành, còn không theo kịp chương trình nữa. Huống chi đi làm thêm vậy chắc mai mốt chỉ biết xây cà phê thôi chứ đâu có biết gì về kinh tế đâu ha. À không chừng sau này người ta sẽ đổi nghề á. Nghề gì vậy Châu? Thì có cái câu bần cùng xin đạo tặc đó Trang. Bây giờ người ta là sinh viên trong trắng phụ bán cà phê, nhưng mà lỡ sau này không có đủ tiền sống á, thì người ta sẽ đổi qua nghề bưng đại gia thì sao? Không chừng á thì cái môi trường sinh viên của mình cũng bị ô uế. Em im miệng lại được chưa? Chị dám hả? Chị không cho phép em miệt thị tư cách thì công việc của chị. Nếu đây là cách để làm em im miệng lại, tại sao chị lại không dám? Chị tưởng mình ngon lắm hả? Chị cứ gọi em ra khỏi đây. Ở đây không quan hệ những người khách thiếu thông đồng như em. Tôi có tiền thì tôi có quyền vô đây để sai cái thứ bồi bàn hạ cấp như chị. Chị tưởng chị là ai mà đuổi tôi ra hả? Người cút khỏi đây á phải là chị đó. Chủ quán đâu? Ông Ngọc. À, xin lỗi, tôi là quản lý ở đây. Có chuyện gì tôi có thể giúp được quý khách không ạ? Anh là quản lý hả? Mà sao trình độ tuyển dụng của anh thấp quá vậy? Cái người mà không biết phép tắc phục vụ khách hàng như cô ta mà anh cũng tuyển dụng nữa hả? Vậy chắc quán anh sẽ mất khách dài dài đó. Xin lỗi cô, có lẽ cô Bảo Ngọc đây mới đi làm ngày đầu, thành ra có lịch sơ suất, mong cô bỏ qua cho. Mới đi làm ngày đầu mà dám tạt nước với mặt khách như vậy rồi. Ngọc, tôi nghĩ á, anh nên cho cô ta nghỉ việc đi, tránh để sau này quán anh đỡ mất mặt. Ngọc, em xin lỗi chị này. Anh à, em không có làm sai điều gì hết á. Người xin lỗi không phải là em đâu. Đó, anh thấy chưa, cô ta còn dám cương cổ lên cãi với tôi nữa mà. Xem ra nhân viên của anh đâu có tôn trọng khách hàng. Anh tuyển lầm người nữa đó anh quản lý à. Đưa menu đây cho tôi. Menu đâu? Menu đây. À, dạ menu đây. Xin mời quý khách gọi. Quý khách dùng gì ạ? Ủa, anh là quản lý mà tại sao phải làm những cái công việc này của thứ bồi bàn hạ cấp như chị ta vậy? Tôi muốn người phục vụ cho tôi là chị ta, được không? Ngọc. Anh ơi, em xin lỗi anh, nhưng mà anh cho phép em qua bàn khác phục vụ được không? Em không phục vụ bàn này được đâu. Thôi được rồi, để anh. Dạ, xin phép mời. Đứng lại đó. Các bạn, uống gì thì cứ gọi thoải mái đi. Nếu người ta đứng lâu quá không được phục vụ các bạn, người ta giận, người ta qua bàn khác bây giờ. Chị uống gì, gọi đi chị. Nước ép cam. Cậu Dũng uống gì? Một ly rượu. Đào. Đào. Gọi đi. Đào uống nước đào ép. Hả? Đừng nói lộn. Nước cam ép. Chị nghe rõ chưa? Cho tôi loại thức uống đắt tiền nhất ở đây. Tôi muốn người phục vụ tôi là chị ta, không phải là ai khác. Dạ được, Ngọc đi làm đi em. Duyên. Ủa ba, sao ba lại tới đây? Con không về nhà thì ba phải tới đây tìm con chứ sao? Tại vì tuần này con bận quá, cho nên con quên mất về thăm nhà. Ba bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã đồng ý cho con ra ở riêng rồi đó. Con có biết chỉ cần một tuần con không về thăm nhà là mẹ con lo lắng như thế nào không? Con xin lỗi ba, tại vì con quá vô tư nên làm cho ba mẹ phải lo lắng cho con. Con hứa là sẽ không có lần sau nữa đâu. Bây giờ con theo ba về nơi ở trọ của con. Ba phải biết chỗ con ở thì ba mới yên tâm chứ. Không
không được đâu ba. Ba muốn con trai của ba bị lộ hết bí mật hết. Phòng trọ của con tuy là không sang trọng bằng căn phòng riêng mà ba mẹ đã dành cho con, nhưng mà cũng sạch sẽ, cũng tốt lắm ba. Ba cần phải biết con ở chỗ nào, không phải là để xem chỗ đó tồi tàn hay sang trọng, mà ba muốn biết rõ con trai ba đang cư ngụ nơi nào. Ở đó có rất nhiều bạn bè cùng lớp của con. Ba đến đó không được đâu. Nếu như con không cho ba đến chỗ con thì con phải đi về với ba. Ba đừng làm khó con nữa mà. Ba thừa biết đó, khi con đã quyết tâm thực hiện lý tưởng của mình rồi thì khó có thể nào mà thay đổi được lắm. Trong trường hợp ba mẹ muốn tới thăm con, ba không biết con ở đâu, thì tự hỏi ba phải làm sao đây? Được rồi, từ nay mỗi tuần con hứa với ba mẹ là con sẽ về nhà thăm ba mẹ một lần. Vậy thì ba cũng không cần chủ động đến tìm con nữa. Con á thì là bướng bỉnh quá lắm. Cảm ơn ba. Ba thôi đi, dặn rồi. Không ngờ sao Bảo Ngọc lại có thể tạc Đức Minh Châu vậy đó ha. Thiệt cũng kỳ quá. Phải đó, con nhỏ Bảo Ngọc á, nhìn hiền như vậy á, mà không hiền chút nào. Bởi vậy người ta mới nói cái câu đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong. Các bạn yên tâm đi, chuyện này á không trôi qua dễ dàng vậy đâu. Châu tính làm gì Bảo Ngọc? Hiện tại thì chưa biết. Nhưng chắc chắn Bảo Ngọc phải hối hận vì hành động ngày hôm nay. Bữa nay tưởng được một chầu cà phê vui vẻ, ai ngờ không vui chút nào hết. Vậy sao không đi về đi, còn kêu nó uống chi? Cái quan trọng ở đây á là không phải uống nước hay không, nhưng mà Châu thích cái cảm giác hưởng thụ khi được đầy đọa Bảo Ngọc. Thiệt tình, tưởng đâu hôm nay có được một trò ấn tượng, ai ngờ chuyện đâu tùm lum vậy. Tối nay ông tính làm điều bất ngờ cho Minh Châu phải không? Sao tôi không thấy? Chiến tranh tùm lum bên trên mà sao đã bất ngờ được gì? Tại ông hết chứ tại ai? Chọn quán là ông chọn vô ngay quán này nên mới xảy ra chuyện đó. Giờ còn ngồi than với thở nữa. Quê, đâu phải do tôi đâu mà tự nhiên đổ lỗi cho tôi là sao kỳ vậy? Em cảm ơn anh. Em cầm 4 ly nước này đem ra cho khách giùm anh. Anh ơi, anh có thể cho em làm việc khác được không? Em không muốn trở lại đó chút nào hết á. Ngọc à, anh biết em rất là khó chịu, nhưng mà đây là công việc mà em, với lại người ta yêu cầu chính em đem ra đó. Thôi em ráng chịu khó nha. Anh ơi, anh thông cảm giùm em nha. Hay là anh để cho em qua bàn khác phục vụ nha. Thiệt tình là em không muốn quay trở lại đó chút nào hết. Thôi được rồi, để đó chuyên làm cho. Cậu làm hả? Dạ. Vậy cậu bưng ra ngoài đi nha. Dạ. Bảo Ngọc đã không muốn rồi, anh đừng ép cô ấy nữa, để em làm cũng được mà. Ngọc, mà khay nước này bưng ra bàn số mấy vậy? Bàn số 20. Ê nhưng mà Chuyên. Vậy em mua bàn khác làm đi. Thôi xin phép anh. Em qua bàn khác nha. Được rồi. Ủa Minh Châu. Hai. Bảo Ngọc đâu? Sao không ra phục vụ tụi này? Bảo Ngọc bận tiếp khách bàn khác rồi, cho nên Chuyên bưng ra thế Bảo Ngọc. Tối nay đúng là buổi tối đầy bất ngờ. Lớp mình á không những có một bồi bàn mà có tới hai bồi bàn lận. Chuyên chỉ đi làm thêm ở đây thôi. Chuyên chơi guitar ở đây. Chơi guitar hay là làm bồi bàn cũng là công việc của con nhà nghèo thôi à. Đâu cần giải thích với tụi này nghe đâu. Tôi hỏi là Bảo Ngọc đâu? Sao chị ta không ra phục vụ tụi này?
Quán đông khách quá cho nên Bảo Ngọc phải chạy bằng khác. Không có đâu. Chắc là Bảo Ngọc sợ Minh Châu quá bởi vậy đâu có dám ra. Các bạn cứ uống nước tự nhiên nha. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Tối nay á gặp toàn những kẻ hèn mạt không à. Mất hứng gì đâu. Về đi. Nè, bao nhiêu đó là dư rồi đó. Khỏi thôi. Châu ơi, châu. Chờ Trang với. Ê, sao về hết trơn? Ê, sao về hết vậy? Trời, thôi, ham ăn hút uống vừa thôi. Làm cái gì kỳ vậy? Đó, bà thấy chưa? Tự nhiên hôm nay kế hoạch của tôi coi như là phá sản luôn rồi đó. Bỏ gì hết trơn rồi kìa. Kệ ông chứ. Ủa, bộ Minh Châu gặp chuyện gì hả Đào? Hay là có khi nào tại chuyên không? Không phải tại chuyên, tại cái ông này nè. Gì tại tôi? Tôi làm gì đâu. Chứ còn gì nữa. Ông muốn tỏ tình á thì chọn cái quán cà phê anh không chọn. Chọn ngay cái quán này để gây ra hư chuyện còn gì. Ủa, bộ dùng tính tỏ tình với Minh Châu thiệt hả? Ừ. Nè, quà cáp tôi cũng chuẩn bị sẵn sàng hết trơn luôn rồi đó, mà tự nhiên bây giờ bỏ đi như vậy. Thiệt tình, giờ không biết sao đây. Trời, đẹp quá à. Ê, ông thấy đẹp không? Hợp với tôi không? Trời ơi, đẹp quá à. Cái mặt dây chuyền đẹp ghê á. Thôi trả giùm cái đi. Bà xấu, bà đeo cái gì cho cũng xấu hết trơn á. Thôi đừng có đeo nữa. Đồ của tôi. Cái gì vậy? Tôi thề với ông á, mai mốt sẽ có một ngày ông phải năn nỉ tôi lấy quà của ông á. Trời ơi, ui cha trời, đau, buông ra đi. Ui da, buông ra. Ê cha, trời ơi, hôm nay bà bị chạm dây thần kinh hay sao vậy? Bà nghĩ sao vậy? Người như tôi á là chỉ có Minh Châu thôi, chứ còn bà không có cửa đâu ha. Đừng có nằm mơ nghe. Ui da, đi trời, đi ha. Giỡn hả? Tôi nói rồi đó nghe chưa. Thôi, lỡ rồi, bé trên kế hoạch rồi. Giờ về chứ làm sao. Để đợt khác tầm món khác luôn. Món này xui quá. Thôi, xui thì về. Cho tôi đi. Không, đi. Về. Đào về trước nha chuyên. Thôi, về nha. Đi, đi. Nhanh đi. Đi trước đi. Dũng chinh phục Minh Châu nhanh quá. Xem ra mình chậm mất rồi. Đời mẹ đã đau khổ quá nhiều vì tin tưởng một người đàn ông. Mẹ không muốn con gái của mẹ lại tiếp tục đau khổ như vậy. Đời mẹ may mắn gặp được ba của con nên chưa hẳn xa mẹ. Còn con có biết lối thoát nào không hả con? Quá nha.
Ngọc không có chuyện gì hết á. Hôm nay Ngọc mệt lắm, Ngọc muốn yên tĩnh một mình. Chuyện gì trước đi. Nếu mà Ngọc không nói á, kia không cho Ngọc đi về đâu. Không có được. Hôm nay Ngọc lạ lắm. Ngọc có chuyện gì phải không? Nhưng mà đúng là Ngọc không có chuyện gì mà. Tôi nghi lắm á. À, sao hồi nãy Ngọc không chịu mang nước tới bàn số 20 vậy? Hay là Ngọc biết trước ở đó có Minh Châu? Lúc nãy chuyên bưng nước ra gặp mấy người bạn của Minh Châu. Ngọc biết chuyện vô tình nghe được chuyện gì không? Thì ra Dũng cũng thích Minh Châu. Hôm nay Dũng muốn tỏ tình với Minh Châu, còn chuẩn bị sẵn quà nữa. Ngọc cũng không chịu tìm cách giúp Duyên đi. Nếu không á là chậm chân thiệt luôn đó. Từ nay trở đi, Ngọc yêu cầu Duyên đừng bao giờ nhắc tới cái tên Minh Châu trước mặt Ngọc nữa nha. Như kỳ vậy. Đúng là bất bình thường mà. Thì nhờ giúp không giúp thôi, tự nhiên la lớn vậy. Minh Châu, Minh Châu, Duyên có biết nó làm cho tôi khổ sở thế nào không? Cô Năm à, ngày mai á tôi có công chuyện phải lên thành phố. Bảo Kim nó ở nhà có một mình à, cô trông coi nó giúp giùm tôi nha. Chị lên thành phố thăm Bảo Ngọc hả? Thì đó, con Bảo Ngọc nó bận học riết à, không về thăm nhà được. Mà tôi thì nhớ nó quá, tôi muốn lên thăm nó. Chị tính đi lên đó mấy ngày, cho em gửi lời thăm Bảo Ngọc nha. Tôi đi rồi về trong ngày thôi à. Mà tôi chỉ lo là con Bảo Kim ở nhà một mình, không có ai trông coi, tôi không yên tâm cho nên muốn nhờ cô giúp đó mà. Chị cứ yên tâm, con Bảo Kim ở nhà, để đó em lo cho. Cô Năm, chị uống nước đi chị. Dạ. Cô Năm nè, cô có thể giúp tôi thêm một chuyện nữa không? Chị biết á, em coi chị như là chị em ruột. Có chuyện gì chị cứ nói với em, chị đừng có ngại gì hết á. Có chuyện gì vậy chị? Hiện tại bây giờ thì trong nhà tôi không có tiền. Cô cho tôi vay một ít để trang trải được không? Trời ơi, tưởng chuyện gì to tát, sao chị không nói em sớm? Nhiều tiền á thì em không có, nhưng phần nào để chị trang trải á thì em có. Chỗ chị em mình á, chị có khó khăn gì á cứ lên tiếng với em, đừng có ngại ngùng gì hết á. Cảm ơn cô. Cô tốt bụng quá à. Mỗi lần nhà tôi thiếu trước hụt sau là tôi lại vay mượn cô, tôi cũng thấy ái ngại lắm. Chị nói vậy là em buồn rồi đó nha. Nếu đã coi em như chị em ruột á thì chị không ngại gì hết. Thôi, chị ngồi đây chơi, chờ em chút, em vô lấy tiền ra cho chị mượn. Cảm ơn cô. Chị ngồi uống nước đi nghe. Nè, chị cầm cái này trang trải ở trong nhà đi. Đi lên thăm nó, nhớ mua gì cho nhỏ đó. Nó đi học, nó xa nhà cũng tội nghiệp. Nói dạ. Vậy chứ nó cũng nhớ mẹ nó lắm. Cảm ơn cô Năm nhiều lắm nha. Có gì đâu, cứ cảm ơn hoài. Chị này thiệt tình.
không biết cuộc đời của em đã ra sao. Chị về rồi hả? Đứng lại đó cho tôi nói chuyện. Nãy giờ ở quán cà phê, như vậy là đủ lắm rồi. Em còn muốn gì nữa? Sao rồi? Cái tên quản lý đó đã tống cổ nhân viên hỗn xược như chị chưa? Rất tiếc á, là anh ta là người hiểu lý lẽ trắng đen, cho nên kết quả trái ngược với ý của em rồi. Chị xin lỗi nha. Đừng có vội đắc thắng. Chị không đắc thắng, nhưng mà chị nghĩ nếu như mình sống đúng thì sẽ có người hiểu đúng như mình thôi à. Chị ở nhà tôi ăn sung mặc sướng, cơm nước đầy đủ, tại sao còn phải đi làm thêm? Làm ở đâu không làm lại đi làm ở quán cà phê? Chị không nghĩ cho chị thì chị cũng phải nghĩ cho ba mẹ tôi, gia đình tôi chứ. Làm là ở sao? Một nơi bát nháo như vậy thì còn gì là mặt mũi gia đình tôi. Chị nghĩ công việc của chị đâu có gì đáng xấu hổ đâu. Em không có quyền nhục mạ công việc của chị. Không có gì đáng xấu hổ hả? Bưng bê hầu hạ người khác mà không xấu hổ? Sao chị mặt dày quá vậy? Chị nghĩ là mình lao động vất vả để kiếm tiền dựa trên chính sức của mình thì không có gì đáng xấu hổ hết. Chỉ có những người chỉ thích ăn không ngồi rồi, luôn luôn khoe khoang sự giàu có của mình, nhưng mà chưa bao giờ tốn một giọt mồ hôi sôi nước mắt nào để kiếm tiền, Chị nghĩ người đó mới đáng xấu hổ. Em thấy đúng không? Chị nói gì đó hả? Thôi, chị nghĩ là ngày mai mình phải đi học, hai chị em mình nên tiết kiệm thời gian để nghỉ ngơi, không có mất thời gian để đôi co những cái chuyện giặt giảnh như vậy nữa. Dẹp ghế. Con trai yêu quý của mẹ về thăm mẹ nè. Trời đất ơi, sao về khuya dữ vậy? Thì ở quán người ta đóng cửa con mới về được chứ. Trời ơi, thiệt đó, ngày nào cũng đi làm khuya lơ khuya lắc mới về vậy đó hả? Như vậy làm sao có sức khỏe được. Thôi cực quá, đi về nhà ở với mẹ đi. Mẹ đã hứa là cho con ra ngoài thử sức trai trẻ rồi mà. Thử gì thử không biết nữa. Hình như á, mẹ thấy con ốm đi đó. Nhìn con như vậy á, mẹ xót xa lắm, mẹ chịu không có nổi đâu. Đâu có, con đâu có ốm gì đâu. Nè mẹ nhìn đi. Nè mẹ nhìn thấy không? Con chuột con nó chạy cuồn cuộn, nó chạy tới chạy luôn, nó chạy quá trời chạy luôn nè. Con thấy con có hao hụt sức khỏe gì đâu. Mà con mới thấy mẹ nè, mẹ hơi ốm thì phải nè. Chắc là nhớ con trai của mẹ phải không? Chứ còn gì nữa. Chỉ có người mẹ này ở đây nhớ anh thôi đó. Còn anh đó, cứ bỏ tôi đi biền biệt à. Mẹ nghi quan cho con trai yêu quý của mẹ rồi. Nam nhi chi chí mà. Nội nhớ cha mẹ phải để ở trong lòng, phải làm được chuyện lớn, đúng không mẹ? Con dẻo miệng không à. Mẹ không bao giờ thắng được con á, về cái mặt lý luận hết trơn á. Nhưng mà nè, nếu cực khổ quá thì dọn về nhà ở đi con. Dạ, con sẽ cố gắng. Nếu một mai công thành danh toại, hài nhi này sẽ về trước phụ mẫu cùng hưởng phước tăng 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 từng chen. Trời đất ơi, mẹ mới vừa phát hiện ra nha, vừa có tài đờn rồi bữa nay còn có cái tài hát bội nữa.
Con trai của mẹ nhiều tài lắm đó. Cái gì cô cũng biết, cái gì cô cũng giỏi. Mà giỏi nhất là tài nịnh mẹ. Mẹ khiếp không? Đói bụng quá, có gì cho con ăn không? Có chứ, nhà mình thì lúc nào cũng đầy đủ đồ ăn hết trơn. Để mẹ xuống dưới, mẹ hâm nóng cho con nha. Tuân lệnh, mẫu hậu. Còn một tháng nữa là thi học kỳ rồi. Làm sao đây? Ừ, sắp thi rồi mà đầu thoa trống rỗng à. Chắc tiêu quá. Còn tôi á, lúc vô học á, thầy giảng thì hiểu, mà mỗi lần thầy ra là chữ bay đi đâu mất tiêu rồi. Không biết Bảo Ngọc có hơn gì tụi mình không ha. Bà đi làm từ chiều tới tối như vậy á, làm sao mà hơn tụi mình được. Chết rồi, bây giờ phải làm sao? Phải có ai cứu tụi mình chứ. À, tôi có một cách này. Cách gì? Là... nhưng mà cách này chỉ một mình tôi làm mới được. Cách gì một mình bà làm? Thoa, một mình bà vô lớp trước nha. Không, bà nói đi. Thôi, bà vô lớp trước đi nha. Một lần thôi đó nha. Đi đi đi. Chào buổi sáng. Chào Sương, mới tới hả? Ừ. Quà làm gì mà đọc chăm chú dữ vậy? Ừ, thì kỳ thi sắp tới rồi, quà tranh thủ ôn bài từ từ. Ờ. Bộ tính nói chuyện cho tôi đứng rụng chân luôn hả? Xin lỗi, quà quên mất. Sương ngồi đi. Còn chỗ trống nè, sao quà không ngồi chung với Sương? Thôi, Sương cứ ngồi đi, quà đứng được rồi, không sao đâu. Bộ người Sương có ghẻ hay sao mà quà không dám ngồi chung vậy? Không phải, mà tụi mình mà ngồi chung ở đây á, mấy bạn thấy, mấy bạn chọc á. Chọc thì đã sao chứ. Vậy thì càng tốt, có gì đâu. Ngồi đi, qua xuống đây ngồi với Sương nè. Thôi. Qua nè. Cũng sắp tới kỳ thi học kỳ rồi. Mà Sương, Thoa với lại Ngọc á, có nhiều chỗ còn chưa hiểu lắm. Bởi vậy Sương muốn nhờ Hòa giảng cho tụi mình được không? Sương nói gì? Là Sương muốn nhờ quà làm trợ giảng cho tụi mình đó. Được chứ. Được, quà sẽ giúp cho Sương trong khả năng của quà. Trong hội trường của trường này á, rộng lắm. Có gì tụi mình học ở đó nha. Được. Có gì rủ Thoa với lại Bảo Ngọc nữa nha. Thôi. Không được đâu. Nếu mà có đông người quá, tôi... dễ bị phân tâm lắm. Hay là quà chỉ cho một mình Sương đi, rồi chiều về Sương chỉ lại cho Thoa với lại Ngọc. Như vậy thì sẽ mất nhiều thời gian cho Sương lắm á. Không có sao đâu, học chung với quà là Sương học nhanh lắm. Vậy nha. Quà đọc cái gì vậy? Quà Trời, sao vậy? Lên đây ngồi nè. Thôi được rồi, Sương ngồi đi, để quà đứng được rồi. Thôi quà đi nha, bye bye Sương. Quà. Thank you.
Cảm ơn. Cảm ơn chú nha. Dạ. Cái nón cô. À quên. Tôi lên mà không báo trước như vậy chắc làm cô chú bất ngờ lắm phải không? À, nhưng mà tôi lên một chút xíu rồi tôi về liền hả? À, chị đừng có hiểu lầm. Tại vì Bảo Ngọc nó không báo trước nên em không biết gì lên thôi mà. Bảo Ngọc nó cũng đâu có biết là tôi lên. Với lại tôi không phải lên đây để thăm nó. Tôi lên gặp cô chú có chút chuyện. À, thôi chị đi đường xa chắc mệt rồi. Thôi chị vô nghỉ đi ha, rồi tính sao nha. Anh ơi! Ơi! Có chị Hai lên chơi nè. Vậy hả, chờ anh chút. Ngồi đi chị. Ủa, chị Hai. Chào chị Hai. Chào chú. Chị mới lên chơi hả? Tôi lên đây không có báo trước. Mà may quá, gặp hai cô chú ở đây thiệt tốt quá. Dạ, mời chị uống nước. Cảm ơn chú. À, có chuyện gì chị cứ nói cho vợ chồng em biết đi. Thật ra thì cô chú cưu mang Bảo Ngọc cho Bảo Ngọc nơi ăn chốn ở để nó yên tâm học hành. Ơn nghĩa này tôi không biết bao giờ mới trả hết được. Kìa chị, con cháu trong nhà không mà. Nhưng mà hình như chị có chuyện gì muốn nói phải không? Thì cô chú đã thương anh Hai thì xin hãy thương lấy hai đứa con của ảnh. Thật ra ngày hôm nay á, tôi lên đây, tôi muốn nhờ cô chú cho con Bảo Kim nó lên đây ở một thời gian có được không? Chị à, sao chị lại có ý định này? Bảo Kim nó xảy ra chuyện gì ở dưới sao chị? Tôi thì tôi cũng dám giấu gì cô chú. Cô chú cũng biết đó, còn Bảo Kim, trí nhớ của nó khù khờ, nó ngu ngơ vậy đó. Mà bây giờ nó đến tuổi rồi cô chú à. Rồi tự nhiên ở đâu á, nó đi thương một cái thằng con trai mà không có công ăn việc làm gì, mà tư cách cũng không ra gì hết. Tôi lo quá à. Tôi tính là chỉ có cách là cho Bảo Kim nó lên đây ở chung với lại Bảo Ngọc, để xa một thời gian đi, cho nó quên hẳn cái thằng nhỏ đó đi, có được không cô chú? Sự việc đã như vậy, chị không có cách nào cứng rắn để ngăn cản Bảo Kim gặp cậu ta hay sao? Nếu Bảo Kim lên đây rồi thì ai sẽ lo cho chị đây? Thiệt ra thì tôi cũng đã hết cách khuyên răn nó rồi. Nhưng mà bây giờ con cái nó đã lớn, mặc dù là đầu óc nó như vậy, nó ngu ngơ khù khờ, nhưng mà một khi nó đã thương ai á, thì cho dù mình có xích nó lại thì nó cũng tìm cách đi tới với cái thằng đó thôi cô chú à. Tôi thật ra là tôi đã nghĩ hết cách rồi. Tôi mới lên đây, tôi nhờ giả cô chú, mong là cô chú giúp đỡ được không? Bảo Ngọc á, thì nó ngoan ngoãn giỏi giang, nó ở đây vợ chồng em vui lắm. Còn Bảo Kim thì em hơi ngại một chút. Không, thật ra thì Bảo Kim nó cũng giỏi lắm, nó làm mấy cái chuyện nhà nhanh nhẹn lắm, nó làm cũng tốt lắm mà. Thôi như vậy đi, bây giờ cô chú cứ để cho nó ở chung với Bảo Ngọc, rồi giao hết việc nhà cho nó làm, nó làm được mà. Chị à, chuyện này chị cho vợ chồng em suy nghĩ một chút nha. Bây giờ chị lên phòng nghỉ đi, chị còn phải chờ Bảo Ngọc đi học về nữa. Hai mẹ con phải nói chuyện với nhau nữa chứ. Nha, đi, đi đi chị. À, thôi tôi lên phòng nha. Dạ, chị cứ lên phòng nghỉ ngơi đi chị.
Ngủ một đêm rồi mà cái mặt vẫn còn bí xì hả? Cái mặt của tôi làm sao thì kệ tôi, mắc mớ gì tới ông chứ. Ngọc có biết là Ngọc đang phạm một tội ác không hả? Từ hôm qua tới giờ Ngọc cứ giữ một bộ mặt dễ xa nhau với tôi vậy đó hả? Khiến tôi cả đêm mất ngủ đó. Chuyên mà cũng mất ngủ vì tôi nữa hả? Không phải chỉ có Minh Châu mới làm Chuyên mất ngủ thôi sao? Không cần biết tôi có phải là nguyên nhân tạo nên vẻ mặt của Ngọc không. Bây giờ tôi đền tội với Ngọc. Ngọc coi nè, ăn xôi đi nha. Trời đất ơi, sao suốt ngày ông cứ lấy đồ ăn ra dụ tôi hoài vậy? Bộ cái mặt tôi có hai chữ ham ăn trên trán hay sao vậy? Dụ con gái mà không dụ bằng đồ ăn thì dụ bằng cái gì nữa bây giờ? Bởi vì phụ nữ là những người trâm ăn hàng mà. Hay quá ha. Vậy sao á, ông cũng thử cầm bịch đồ ăn này nè, tới vụ Minh Châu thử đi. Cầm đi. Đối với Minh Châu đương nhiên tôi phải dùng một chiến thuật khác rồi. Tối hôm qua tôi mới vừa nghĩ ra một chiến thuật mới toanh luôn. Coi bộ có người muốn lấy lòng người đẹp cũng tổn hao nguyên khí dữ ha. Đúng là được dấn thân vô bể khổ mà. Khổ vì tình cũng là một nỗi khổ xứng đáng mà. Tôi chấp nhận. Nhắm mắt để thấy một khung trời tím. Trời ơi, tôi lại ông đó. Tôi đầu thú ruột rồi mà còn hát với họ nữa. Ông nghĩ ra nhiều kế hoạch như vậy á, lỡ mà có thất bại thì đừng đập đầu vô tường tự sát đó. Tôi nói cho ông biết nha, ông suy nghĩ này nọ cho cố sát vô đi. Rồi có ngày thất bại á, đừng có mà nhảy lầu tự sát hay là đập đầu vô tường, lúc đó không có ai can đâu á. Trời. Ê, đi học mày. Thằng khùng mày đi chỗ khác. Gì? Tôi mua xôi tôi tặng cho bà ăn. Xôi trong đó có lạp xưởng, có thịt, có trà bông. Bà không ăn đi, bà ăn cái gì bà nói tầm bậy tầm bạ không vậy? Tôi trả ông nè, nghi ngờ ông lắm nha. Lần nào mà tặng cái gì á cũng có mục đích hết trơn á. Nè, chiến thuật mới là gì vậy? Nói tôi nghe thử coi. Tôi sẽ bày tỏ tình cảm bằng cách viết thư tay cho nàng. Hả? Ghê chưa? Trời. Nè, nhìn cái mặt là biết chê thơ của tôi phải không? Đừng có dội chê bai nha. Tuy là nó có hơi cũ trích và hơi sến chút, nhưng nó chứa đựng nhiều thành ý. Biết đâu Minh Châu sẽ cảm động. Nè, Ngọc chưa nói cho tôi biết ý kiến của Ngọc mà. Sao? Không có ý kiến gì hết trơn á. Thôi, chuyện của mấy người với Minh Châu á, tôi không có dám xen vô đâu à. Vô lớp đi, trễ giờ rồi kìa. Suốt ngày cái đồ bé gái. Không ăn xôi hả? Con gái không mê mê gì? Anh à, chị hai nói vậy rồi anh tính sao? Thêm một người ở trong nhà, anh không có tiếc gì cơm nước. Nhưng anh chỉ lo là Minh Châu nó không hài lòng thôi.
Anh quan sát thấy Bảo Ngọc ở đây á, đã khiến cho Minh Châu á, nó không thích rồi. Bây giờ á, có Bảo Kim nữa, tính khí nó lại thất thường. Anh chỉ sợ nó làm rối tung cái nhà này lên thôi. Em cũng sợ con Minh Châu nó không hợp với con Bảo Kim. Nhưng mà chị hai đã lặn lội tới đây xin rồi, chẳng lẽ mình từ chối hả anh? Bảo Ngọc á, ở với mình dù sao cũng có lợi. Nó phụ em buôn bán nè, rồi kiếm luôn việc nhà cho chị Tư nữa. Còn cô Bảo Kim á hả? Anh chỉ thấy là... Hóa ra anh không phải vì thương Bảo Ngọc mà cưu mang nó sao? Cháu nào thì mình cũng thương, nhưng thà mình nuôi một người giúp được việc còn hơn phải không? Lâu nay thấy anh vui vẻ với Bảo Ngọc làm em cứ tưởng... Còn cái gì, thương ít cũng là thương mà thương nhiều cũng là thương. Miễn là cháu của em không thiệt thòi là được rồi chứ gì. Còn bây giờ chuyện của Bảo Kim, anh tính trả lời chị hai sau đây. Chị hai nói Bảo Kim chỉ ở đây vài tháng, hay là mình cho nó ở đây đi anh. Đợi chừng nào nó quên cậu kia rồi thì mình nói chị hai đón nó về Vũng Tàu được không? Em đã quyết định rồi, em hỏi anh cũng là bằng thừa thôi. Thì em cũng phải hỏi qua ý anh mà. Sao hả anh? Em đã quyết định rồi, bây giờ không lẽ anh nói không á thì là khó làm dễ em. Rồi làm sao em trả lời với chị hai đây? Thôi được rồi, nhưng với một điều kiện, anh chỉ cho Bảo Kim ở đây một thời gian ngắn thôi nghe. Em biết rồi.